Vào khoảng 8 giờ sáng nay mùng 1 tháng 7 trên cầu Thăng Long, chiều từ sân bay Nội Bài về Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Theo một số nhân chứng, nguyên nhân của vụ việc là do chiếc xe taxi đã vượt bên phải xe tải. Đường hẹp, hai xe đã xảy ra va chạm, chiếc taxi sau đó còn va vào ta luy trên cầu. Chiếc xe con đi phía sau gặp tình huống bất ngờ phải phanh gấp, đâm vào ta luy cầu gây hư hỏng. Tại hiện trường, chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 29A-13321 bị hư hỏng ở phần thân xe tải cỡ lớn mang biển kiểm soát 90C-01485 chỉ bị hỏng nhẹ ở phần đầu. Nặng nhất là chiếc xe con mang biển kiểm soát 29T-5680 với phần thân móp méo. Ba chiếc xe được đưa vào sát thành cầu, tránh gây ách tắc giao thông. Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích về người. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Mới đây, đại diện hãng hàng không tư nhân Vietjet Air cho biết, hãng này đã mua cổ phần của hãng hàng không Ken Air và sẽ thành lập liên doanh Thái Vietjet Air hoạt động trên lãnh thổ Thái Lan vào cuối năm 2013. Cụ thể, hãng hàng không đã ký kết bản ghi nhớ với sự chứng kiến của đại diện chính phủ hai nước. Liên doanh Thái Vietjet Air dự kiến sẽ có tổng vốn đầu tư là 11 triệu USD, trong đó phía Việt Nam sẽ nắm giữ 41-59%, còn lại là của đối tác Thái Lan. Tỷ lệ này cũng là quy định của Thái Lan đối với liên doanh hàng không. Nhân dịp này, Vietjet Air cũng chính thức công bố hai đường bay hàng ngày từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Bangkok. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiến tới giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông, mới đây, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở Giao thông Vận tải tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tập trung xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bên cạnh xóa bỏ các lối đi dân sinh mở qua đường sắt, tháo dỡ các tấm lát làm lối đi qua đường sắt, trả lại nguyên trạng cơ sở hạ tầng đường sắt và tăng cường tuyên truyền, giám sát để chống tái vi phạm sau khi cưỡng chế, Chủ tịch tỉnh giao các cơ quan địa phương phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị quản lý đường sắt sở tại triển khai kịp thời có hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các giao cắt cùng mức giữa đường sắt và đường bộ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, trong tháng 6 năm 2013, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 18 người chết và 45 người bị thương. Một vụ tai nạn giao thông đường thủy là 1 người chết. So với tháng 5 năm 2013, tai nạn giao thông tăng 14 vụ, tăng 9 người chết và tăng 4 người bị thương. Theo nhận định của Phòng Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân chính là người điều khiển phương tiện uống rượu bia, chạy quá tốc độ quy định. Để kéo giảm tai nạn giao thông, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị tập trung xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có uống rượu bia chạy quá tốc độ.